tưởng là hôm nay bị mất điện thoại. Có không? Có phép không? Có gì? Thật sự có là... cả đồ không? Chưa, bây giờ không có không? Gì để diễn tả luôn. Một buồn người đàn ông mất mát quá nhiều. Buồn nhưng mà dù sao hôm nay cũng rất là vui và tuyệt vời vì chúng ta được đi cùng với những người anh em. Tập tay. Mai anh xem lại anh phải thấy gì?
Tại sao mình sạch bẩn vậy? Cửa thế nào? Cửa thế nào? Tắm đi, cửa thế nào? Anh em mình đứng ở trước cửa đây. Gà nướng ngon. Xuân đang với Hiền mà đừng muội khóc, mình vẫn ở đây cho Hiền mình yên. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Chỉ nhớ chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời hài hả, tin rằng nhau khóc trong mưa sẽ vẫn bao mãi hơn. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những điều viễn vông, giật tay và tay sẽ nắm lấy nhau tới cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng của trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ cho con bất ngờ. Một mai sớm khi anh có thấy giữa hai gì đẹp này, độ tơ ca. Trước rồi. Rồi, con này cao lắm. Con này 1m8 chân mình với. Cao hơn 1m8 á. Cao hơn 1m8 và chân còn với. Chú đi trước đi. Ừ, đây đợi chị. Con chị đi bộ ra. Làm sao mà nó đeo được mình? Thay nhìn lại cứng rồi. Nghe nghe em đầy pha. Quất các bạn nhé chị, các bạn. Em chưa đi. Anh Trung ơi, anh đưa cho em tiền phòng. Đội ca lưới. Các bạn. Cái gì? Tiền phòng. Bao nhiêu? What thing is?
Hi. Hello. 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 Hello.